nghèo hèn, lấy tiền không dám nhận, nói là cái đứa lấy tiền của bà đấy. Biến đi, đi đi. Chị mà mặc em lên đi, trai đâu chị phải ầm ầm đi mất thôi. Mua cái váy này xong chắc phải ăn được tôi cả tháng ấy. Này. Hả? Vào đây. Dạ, em là chị ạ. Đây, đây là Phương Anh, em tao mà được trước tao bảo mày ấy. Hôm nay sẽ lên đây ở của mình. Dạ, em là chị ạ. Ừ, chào em. Em của mày lần trước mà cho tao xem ảnh đấy ạ? Đúng rồi, tao bảo mày đấy. Sao nhìn chả thấy giống chỗ nào đấy. Dạ, bình thường trên ảnh thì em có dùng app. Nhưng mà chị ơi, ở ngoài em xấu lắm ạ. À không, bên ngoài em có xấu đâu. Trời ơi, em xinh chết đi được ý. Nhưng mà chị bảo này, lần sau thì nhớ chụp cam thường nhá, chứ chụp app người ta không nhận ra em đâu. Thôi, đi vào cất đồ xong rồi rửa mặt thay quần áo đi nhá. Lại đi. Từ từ đã. Sao? Chị bảo này, chị em mình sống với nhau lâu dài ấy, thì bây giờ chị nói trước, mất lòng trước thì được lòng sau nhá. Tiền nhà ngày trước thì bọn chị xe 2, bây giờ xe 3, em nộp đúng hạn giúp chị. Thứ hai ấy, nước ở đây toàn là nước máy thôi, đắt tiền lắm, dùng nó tiết kiệm một tí nhá, chứ tốn tiền quá không có tiền nộp đâu. Thứ ba, điều quan trọng nhất mà em phải nhớ đây này, quần áo của chị toàn là đồ hiệu, em phơi quần áo của em xa xa một chút, hỏng không có tiền đền đâu. Thúi, con này. Dạ, em nhớ rồi ạ. Thôi, ngày đầu tiên chị cứ nói thẳng để chị em mình đỡ mất lòng nhau ạ. Đấy, chứ con bé dễ thương thế cơ mà. Đây, đợi chị nhá, chị lấy áo cho. Này, giới thiệu với bà, đây là anh Tài, nam thần trong lòng tôi đấy. Giới thiệu với anh, đây là Trang, còn đây là bé Phương Anh, em của Trang cùng quê đấy. Ừ, chào em. Này, em nó dính cái gì trên mặt à? Hai quần áo sụp sạch mà nhìn kinh đấy. Không có gì. Dạ, em xin phép ạ, anh chị ngồi chơi, em xin phép vào nhà nấu cơm ạ. À, ừ, thế thì thôi để chị đi phụ em luôn. Hai người cứ ngồi nhá. Nghe anh nói đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thôi, anh đừng có nói nữa. Cái ánh mắt của anh ấy nói lên tất cả rồi đấy. Không, không phải như thế đâu. Chỉ tại bạn ấy giống với người yêu cũ của anh quá, cho nên là anh... Không cần định thế thốt cái gì nữa hả? Không cần phải thề. Anh ấy cứ thử liếng phèo với con nào khác xem. Thôi rồi, anh biết em rồi. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, được chưa? Ngoan nhá, em thương. Ừ. Thôi đi mà nấu cơm với các bạn đi. Này, sao không nấu nướng ăn hoi mà lại ăn bánh mì thế? Đâu nhở? Bố mẹ chị gửi cho chị tiền học lên mà bây giờ chị không tìm thấy đâu nữa. Chị thử tìm kỹ xem túi quần, túi áo xem có để vào đấy không ạ? Chắc chắn là không thể quên được vì chị để trong túi quần, bây giờ không thể tìm thấy được. Số tiền lớn như thế. Linh ơi, trời đánh tránh miếng ăn thật đấy. Nhưng mà bây giờ em có thể đứng lên em tìm cho chị được không? Dạ vâng ạ. Thế để em chạy vào nhà tìm cho chị ạ. Để đâu nhở? Chị để ở trong phong bì ấy, cứ tìm xem có cái phong bì nào nhá. Dạ vâng.
Đấy, cô kia. Này, mày thấy nhà con chưa đủ bừa mà còn bới lên tịnh bành lên thế hả? Linh ơi, bây giờ tao bị mất tiền rồi, bố mẹ tao gửi lên để đóng học phí. Bây giờ tao không tìm thấy đâu nữa. Mày mất tiền 3 triệu. Ừ. Mà này, sao mày biết là 3 triệu? Ừ thì tiền học phí chẳng là 3 triệu gì nữa. Ừ nhờ. Thôi bây giờ mày đi tìm hộ tao đi. Số tiền lớn như thế bố mẹ tao mà biết, không biết nói như nào nữa. Mày nhìn xem nhà còn cái ngõ ngách nào mà mày chưa bới tung lên không? Không tìm thấy là mất rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi. Chị ơi, em nhìn lục tung cả nhà rồi mà không thấy ạ. Làm sao mà thấy được? Từ trước đến giờ ấy, tao ở với mày 3-4 năm chẳng mất cái gì. Tự dưng có người lạ vào thì lại mất đồ. Hẳn 3 triệu đấy. Chị nói thế là có ý gì ạ? Chị chẳng có ý gì cả. Chị có chỉ đích danh là em đâu mà sao bị nhột như thế. Nhưng mà em không lấy. Ừ thì chị có bảo em lấy đâu. Chị nói bông cua nó mây nó gió, chị nói gì em? Mà chị thấy mấy cái đứa nhà nghèo ấy là hay ăn trộm vặt lắm đấy. Chị... Này, tôi cũng xuất thân từ nhà nghèo đấy. Bây giờ bà có bằng chứng gì mà bà ép buộc Phương Anh nó lấy thế? Mày im đi. Lúc nào cũng bênh chằm 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 chằm. Đến bao giờ nó khuân cả cái nhà này đi bắt đầu sáng mắt lên nhá. Em nói là em không lấy. Ơ, con bé này. Thôi chị cứ đào đào đổi cho em lấy đi. Thôi đi. Người mất tiền là tôi đấy, mọi người không đi tìm thì thôi. Cứ đứng đấy mà cãi nhau rồi. Đến phát điện mất. Bực lên. Đáng nhẽ bà nên học trường sân khấu điện ảnh chứ không phải học trường kế toán đâu. Bà diễn như thế bà không thấy mệt à? Bà nói cái gì đấy? Ở mà bừa bộn thật sự đấy. Bừa bộn thế nhở. Thôi, cứ cầm mình giặt hết còn hơn bỏ sót. Đây chẳng phải là bức thư bố mẹ gửi cho mình sao? Sao nó lại ở trong túi của Linh nhở? Không lẽ... Như thế đã đủ chưa? Tao định đợi mày về rồi tao nói. Nhưng mà tao lại gặp cảnh này ở đây nên tao phải nói luôn. Tại sao mẹ sống như thế với tao hả Linh? Ở với nhau bao nhiêu năm mà mày nỡ lấy tiền của tao. Mày còn đổ thừa cho Phương Anh lấy nữa. Nếu hôm nay tao không về kịp thì Phương Anh nó phải ra ngoài đường rồi. Mày nghe tao nói này. Tại tao lỡ đặt mấy cái váy đắt tiền quá. Tao lại chưa có tiền để trả. Nên là... Mày nói thế, tao lại càng thấy xấu hổ thay cho mày đấy. Mày đã biết mày không có tiền, mày còn ăn chơi đú đởn như thế à? Tao biết lỗi rồi, tao xin mày đấy. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tao như thế này. Mày bỏ qua cho tao nhá.
đi vào lấy đồ. Rời khỏi phòng tao đi, tao không có đứa bạn như mày đâu. Mày đuổi tao thì tao biết đi đâu? Tao không cần biết. Còn cái số tiền 3 triệu ấy, bố mẹ tao vất vả để kiếm ra, mày đi làm thêm kiếm lại trả tao. Tao... Đi, vào nhà với chị Phương anh. Anh Tài, giúp em với. Anh đứng ở ngoài, anh nghe thấy hết câu chuyện rồi. Anh nghĩ anh và em nên dừng lại đi. Anh đang nói cái gì đấy hả? Cả anh cũng bỏ rơi em ạ. Em nên nhớ, lòng tin là một thứ gì đó một khi mất đi rất khó để quay trở lại như ban đầu. Em... Vì vậy, em hãy cố gắng sống đúng với bản thân mình đi. Trường học còn có bút xóa, trường đời không bao giờ có bút xóa đâu. Em hãy cố gắng sống sao cho đừng phải xin lỗi ai, nhớ nhá. Kìa, nghe em nói đó,